Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái lồng quạt cũ với lưới với dây rút để mình làm một cái lồng chim. Rồi giờ trời nó mưa quá trời. Thôi bắt đầu mình làm ha. Tonight, oh, I wanna run off and fly.
Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Video của mình tới đây là hết. Lồng quạt lưới cho là lửa ha. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy hay thì hãy like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.